bán một người, bán hai người, rồi thậm chí bán tới 3 người. Nhưng cho tới ngày hôm qua thì truyền thông Tây Ban Nha mới xác nhận rằng Barcelona đã có thể đăng ký được Dani Olmo. Khi mà La Liga đi qua 2 vòng đầu tiên, chắc chắn các cu lê đều đang tỏ ra vô cùng sốt ruột khi mà tân binh đắt giá của đội bóng còn chưa được ra sân và chỉ bất lực ngồi trên khán đài theo dõi các đồng đội mới. Nhưng khi niềm hy vọng mới của Barca vẫn chưa có cơ hội thi đấu thì một người đã từng được đặt trên mình rất nhiều kỳ vọng đã trở lại với màu áo đỏ xanh, trở lại với nơi từng làm nên tên tuổi của anh và trở lại để khoác lên mình chiếc áo huyền thoại của sân Camp Nou, đó chính là Ansu Fati. Theo những cập nhật mới nhất từ ban tổ chức của La Liga, câu lạc bộ Barcelona đã đăng ký tiền đạo Ansu Fati vào danh sách thi đấu của mùa giải 2024-2025. Đáng chú ý ở chỗ, cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha được đăng ký với chiếc áo số 10, số áo đã từng được chính Fati kế thừa từ Lionel Messi ở mùa giải 2021-2022. Tuy nhiên, những chấn thương đã khiến cho sao mai này không thể hiện được quá nhiều khi nhận được rất nhiều kỳ vọng từ các cu lê khi đó. Quãng thời gian sau đó là những ngày mà tiền đạo trẻ này tìm cách để chứng minh bản thân xứng đáng với di sản mà huyền thoại của câu lạc bộ để lại. Nhưng có lẽ áp lực quá lớn từ chiếc áo số 10 đã vô tình khiến cho Fati bị ngợp và chỉ có được đúng 10 bàn thắng sau hơn 40 trận ở mùa giải 2022-2023. Đó cũng chính là lý do khiến cho tài năng trẻ này phải tạm rời xa quê nhà để đến xứ sở sương mù, tìm lại cảm hứng chơi bóng trong màu áo của Brighton. Dù vậy thì xứ sở sương mù dường như cũng chẳng phải mảnh đất lành dành cho ngôi sao sinh năm 2002 khi mà anh cũng chỉ có được vỏn vẹn 4 pha lập công sau hơn 20 lần ra sân. Và rồi sau tất cả, Fati đã trở lại Barcelona mùa giải năm ngoái khi mà đội bóng vẫn còn phải đang đối mặt với rất nhiều những bất ổn. Nhưng có lẽ những khó khăn đó sẽ là bài test cho bản lĩnh thực sự của tài năng trẻ người Tây Ban Nha nếu anh thực sự muốn cho tất cả thấy rằng bản thân xứng đáng với chiếc áo mình đang khoác trên lưng. Ở thời điểm hiện tại, Fati chắc chắn sẽ không phải là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại Barcelona, mà đó phải là Lamine Yamal. Chẳng cần nói quá nhiều thì ai cũng biết rằng Yamal đang được đánh giá là ngôi sao sáng giá nhất của sân Spotify Camp Nou vào lúc này, chứ chưa nói đến là một trong những cái tên đáng xem nhất của làng tu cầu. Nhưng có lẽ chính điều đó cũng sẽ vô tình khiến cho những ánh mắt dò xét Fati giảm đi phần nào, và đó sẽ là thời cơ để tài năng trẻ này tìm lại chính mình. Tôi hy vọng rằng khi Ansu Fati trở lại, cậu ấy sẽ thể hiện được đẳng cấp như những gì mà cậu ấy đã làm được ở giai đoạn tiền mùa giải. Chúng tôi sẽ chăm sóc cậu ấy. Đó là những gì mà chính huấn luyện viên Hansi Flick đã thẳng thắn chia sẻ về cậu học trò của mình. Cần phải nhớ rằng, vị chiến lược gia người Đức không tới Barca ở thời điểm mà Fati đang là cái tên khiến tất cả phải ngưỡng mộ về sự tự tin và những màn trình diễn chững chạc vượt tuổi cách đây vài năm. Flick đã đến ở thời điểm mà có lẽ Fati vẫn còn đang mông lung về vị trí của bản thân khi trở lại với xứ Catalan, với rất nhiều những hoài nghi từ người hâm mộ. Đó rõ ràng không phải một tín hiệu tốt khi mà đội hình của Barca hiện tại đang sở hữu không ít những cái tên chất lượng nơi hàng công. Từ Rafinha cho tới Ferran Torres hay chính là Lamine Yamal và tân binh Dani Olmo, tất cả đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đá chính của Fati ở mùa giải năm nay. Dù rằng Barca đã có những biện pháp buộc phải thực hiện để có thể giảm tải gánh nặng về mặt tài chính, nhưng rõ ràng những cái tên trên hàng công sẽ không phải là những vị trí mà Hansi Flick đồng ý để cho thượng tầng của đội bóng vào. Chính vì vậy, Fati sẽ phải tìm cách gây ấn tượng với ông thầy mới ngay từ thời điểm mới trở về với Tây Ban Nha để chuẩn bị cho mùa giải mới. Từ chính những màn trình diễn ở giai đoạn tiền mùa giải, tài năng trẻ này đã để lại ấn tượng với vị tân thuyền trưởng, và những phát biểu vừa nói ở trên chính là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Nhưng từ những nét tích cực giai đoạn tiền mùa giải đó cho tới hiệu quả thực sự trên sân cỏ sẽ là một quãng hành trình không hề đơn giản đối với cá nhân tài năng trẻ của xứ sở bò tót vào lúc này. Vị trí sở trường của Fati là nơi hành lang cánh trái, đặc biệt là với điểm mạnh tới từ khả năng xuyên phá và sử dụng tốc độ khiến cho hàng thủ đối phương gặp phải những rối loạn nhất định. Trong 2 trận đấu vừa qua La Liga, người được huấn luyện viên Hansi Flick sử dụng ở hành lang cánh trái của Barca là Ferran Torres chưa để lại quá nhiều dấu ấn dù Blaugrana đã toàn thắng cả 2 trận. Đây hoàn toàn có thể là tiền đề để Fati kỳ vọng vào việc cạnh tranh một cách sòng phẳng cho vị trí đá chính khi trở lại một cách khỏe mạnh. Tuy nhiên, người chắc chắn sẽ khiến cho Fati phải lo lắng cho cơ hội thi đấu của mình chính là tân binh Dani Olmo. Cần nhớ rằng Barca đã vừa đăng ký thành công cho tiền vệ người Tây Ban Nha, và trận đấu với Vallecano tới đây chính là cơ hội đầu tiên để Hansi Flick thử nghiệm tân binh của mình. Olmo vốn là một cầu thủ tấn công đa năng, có thể thi đấu hiệu quả nhiều vị trí khác nhau, và hành lang cánh trái cũng là nơi mà tiền vệ này có thể tối ưu được khả năng của bản thân mình. Nói vậy là bởi Rafinha thực sự đang làm rất tốt nhiệm vụ được ông thầy người Đức giao phó khi chơi tự do ở ngay phía sau trung phong Robert Lewandowski. Đây là khoảng không gian mà ngôi sao người Brazil được phép phát huy khả năng quấy phá hàng thủ đối phương với những tình huống di chuyển linh hoạt như bản đồ nhiệt này đã thể hiện. Chính vì vậy mà gần như chắc chắn Dani Olmo sẽ được cựu thuyền trưởng Bayern Munich ưu tiên sử dụng ở hành lang cánh trái, vị trí sở trường của chính Ansu Fati. Nếu như Dani Olmo có thể sẽ là lựa chọn để hướng tới lối chơi hòa mỹ, ban bật nhỏ, thì Fati sẽ là một phương án để Barca có thể nhắm tới một cách triển khai trực diện và tốc độ hơn. Lợi thế dành cho Olmo chính là việc cầu thủ trưởng thành từ học viện La Masia sẽ sớm có cơ hội thể hiện mình ngay từ đêm nay, còn Fati vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương và sẽ phải chờ cho đến khi bản thân có cơ hội ra sân. Nhưng nói vậy không có nghĩa rằng cơ hội để tài năng trẻ người Tây Ban Nha thể hiện mình là không có, bởi khi mà Fati đang mang trên mình chiếc áo số 10 huyền thoại thì đó cũng chính là đặc quyền dành cho anh. Có lẽ thuyền trưởng của Barca cũng hiểu được rằng việc trao cho Fati chiếc áo từng thuộc về Messi cũng đồng nghĩa với việc tiền đạo này phải có được cơ hội chứng minh giá trị thực sự bản thân. Chắc chắn các cu lê vào lúc này đều sẽ muốn Fati sớm lấy lại hình ảnh như anh đã từng có trong quá khứ, hình ảnh của một tài năng trẻ đã làm nức lòng người hâm mộ ở thời điểm mà Blaugrana vẫn còn lạc lối thời hậu Messi. Do đó, huấn luyện viên Hansi Flick chắc chắn cũng biết rõ các fan của sân Camp Nou sẽ ít nhiều muốn được thấy chiếc áo số 10 xuất hiện trên mặt cỏ để biết được rằng có một cái tên đang sẵn sàng để làm mọi cách sao cho xứng đáng với số áo huyền thoại này. Bản thân Ansu Fati ắt cũng đang coi đó là một mục tiêu để nỗ lực hết mình trong mùa giải năm nay, khi mà Barca vẫn còn đang phải đối mặt với không ít những khó khăn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Nhưng càng rơi vào khó khăn như vậy, người hâm mộ mới càng nhận ra được giá trị to lớn của lò đào tạo La Masia đối với Blaugrana. Ở hàng thủ, Paul Kubasi đang là tương lai, là niềm kỳ vọng trở thành chốt chặn đáng tin cậy trong tương lai của Barca. Rồi những Pedri hay Lamine Yamal cũng đã khẳng định được chỗ đứng cho chính bản thân mình từ khi tuổi đời còn rất trẻ. Thậm chí chính Dani Olmo, như chúng ta đều biết, thì cũng là một sản phẩm của lò đào tạo trứ danh này. Chính vì vậy mà sự trở lại của Ansu Fati ở mùa giải năm nay sẽ có ý nghĩa rất lớn, không chỉ đối với cá nhân tiền đạo này mà còn là với cả những cu lê đang mong chờ vào sự tỏa sáng của các tài năng từ La Masia. Sẽ khó để có thể nói được rằng Barcelona sẽ mạnh hơn khi lại có được sự phục vụ của Ansu Fati trong mùa giải năm nay. Nhưng trong bối cảnh Blaugrana đang không có được điều kiện để chiêu mộ những cái tên hàng đầu như cách mà đại kình địch Real Madrid có được sự phục vụ của Kylian Mbappe, thì đây chắc chắn sẽ là một sự bổ sung cực kỳ đáng giá cho những mục tiêu dài hơi của Barcelona mùa giải năm nay. Bản thân Ansu Fati cũng hiểu rõ rằng lần trở lại này của bản thân mình sẽ áp lực hơn rất nhiều so với quãng thời gian trước đó, khi mà anh thì còn chưa bước qua tuổi đôi 10. Công bằng mà nói, Ansu Fati vẫn còn rất trẻ trên con đường trở thành ngôi sao hàng đầu của mình. Nhưng sau một nửa thập kỷ kể từ cái ngày trở thành hiện tượng của làng túc cầu thế giới, Fati cần phải thể hiện tốt hơn rất nhiều với những kinh nghiệm và bài học mình đã có. Chiếc áo số 10 có thể sẽ chưa vừa vặn hoàn toàn với tài năng trẻ này. Nhưng điều quan trọng nhất với chàng trai đó sẽ là thái độ cũng như sự cầu toàn để làm sao hướng tới mục tiêu quan trọng nhất, chính là mặc vừa chiếc áo đó.